chào tất cả các bạn nha. Chào tất cả các bạn clip bữa nay nha. Chào các bạn. Rồi, chào các bạn luôn. Đây mấy bạn thấy đồng cánh đồng của người ta lúa lên nghe mấy bạn, ta đang cho nước vô nha các bạn. Cho nước vô chăm chăm gì đây là mình cắm câu cá lóc ngon lắm nha các bạn. Lời nói đầu tiên cho kênh Sơn Bắc Sông Hậu TV chúc cả nhà xem video vui vẻ và đừng quên nhấn nút đăng ký, nhấn nút like, nút chia sẻ để ủng hộ anh em mình có thêm tinh thần động lực làm những video tiếp theo nha cả nhà. Anh em mình tiếp tục đi thăm khu vực ở trên này có 2-30 tay gì các bạn ơi. Khu vực bờ chuối này mình cũng có mấy tay. Người ta nào có dính mình cũng bấm máy cho mấy bạn xem nha để tránh mất thời gian nha mấy bạn. Có mấy bạn. Ít biết con hành đã chết ngắt. Trời chết mấy bạn. Mới vô tay được. Tay đầu tiên nãy không dính, tay thứ hai, tay này tay thứ hai. Con này khoảng 700 g nha mấy bạn. Ủng mấy bạn ơi. Đây cái đầu nó bị xịt máu rồi. Đã bóng động mấy bạn thấy đã không? Con này cỡ 700 g nha mấy bạn. Ít biết ngắn đã mấy bạn luôn. Ủng quá. Này mới chết hả tao? Mới chết. Còn dính nhiều không? Con này dính ngày qua. Này chưa hút chuối người ta cũng khó thấy nè. Giăng dấu em. Cái lớn nè mấy bạn thấy có 4 tấc mà chặn ngang đường này không mấy bạn? Nó đi sát cái vách này nè, dính sát vách. Cái này khoảng mấy tấc, 4 tấc hả? Cái lớn này 4 tấc hả? À, mấy bạn thấy không? Cái tay không tới 8 tấc thước luôn. Mình ở đây mình sử dụng là lưới cục không đó mấy bạn ơi, không có dài được tại vì do mình giăng dài nó dở lắm mấy bạn ơi, giăng dài mấy vùng rừng mấy chỗ nào khu nào không có ai đi á, còn có người ta đi như ở đây mấy bạn thấy đồng quê ruộng mình không? Cỡ này là người ta đang vô vụ lúa đông xuân nha mấy bạn. Ta xạ vụ này là vụ đông xuân mình đó. Rồi bắt đầu người ta đi ruộng nhiều mấy bạn, cái nhiều khi đi qua đi lợi như nãy thấy người khác cũng thấy nè, có con này mới thẳng thấy quất cây chuối nè, tại mình gài vô thế cây chuối cho dính vô chuối nè bạn. Cho nó quấn vô đây nè, đừng có người ta đừng thấy. Còn như mấy bạn ở vùng gừng đồ á thì cỡ này mấy bạn dính có khả năng nhiều mình đó, tại vì mình ở đây ruộng giờ người ta chọn cũng trống đổng mấy bạn ơi. Còn vùng gừng thì rắn nhiều bắt dễ gì hết nổi. Lúc thì đây mát quá mà chết ủng đó. Tại rắn này bự quá, nó xiết đi đâu nè. Rắn bự chứ mình đi ngày qua mình không đi đó. Nè bạn thấy đồng ta đã xạ người ta cho nước vô nữa rồi. Cho nước vô xã này mà mình xưa chưa có vụ thuốc men là mình cắm câu cá lóc là trúng mánh nha các bạn. Giờ chắc không có đâu. Giờ thuốc chết trơn, cái gắn này mà mấy bạn riết lậu xuống ruộng phải chết, tại người ta thuốc người ta đổ nhớt chuột á mấy bạn. Chết dữ lắm nhiều bạn ơi. Bây giờ nói chung là đồng của mình hay là gắn to mấy bạn thấy bởi mình giăng ít dính gắn to không? Nó không có. Chứ có mình giăng dính rồi. Nói chung là mình giăng lưới này thì nó đâu có tự con gì. Vô lưới lụm à. Để mình chùi chùi cho bớt máu cho nó quay các bạn xem. Nặng dính găng. Đây nè, các bạn nhìn thấy găng hết biết ngắn bự không? Đóng nha mấy bạn. Xem ở đây cho các bạn xem nè. Con này chắc biết rồi. Con này chắc đúng là mới chết mấy bạn ơi. Buồn quá. Quá to. Rồi thôi, nha mình sửa tay lưới lại, nào có dính nữa mình bấm máy cho các bạn xem nha. Uống con hành này quá các bạn ơi. Giật trong bọn này anh em mình có mấy tay nha. Phải. Lại nha. Lại. Sống. À, sống không? Sống. Sống rồi. Rồi, hành trang của anh em mình cũng bị gan vậy nghe các bạn. Rồi. Hành chết nữa. Còn hành chết nãy với hai túi nha các bạn ơi, với thuốc với đem ba lưới theo rồi có dặn thêm. Đó là nó muốn hết mùa mấy bạn ơi. Dính yếu quá mấy bạn thấy ta sẽ đồng mình ta xả lúa đồng sinh cái đầu chắc nước cạn vậy không? Nó đi gặp gặp tùm lum hướng trơn mấy bạn, giờ dưới đó người ta đổ thuốc nhớt á, nhiều khi nó lậu xuống ruộng nó uống nước đổ cũng chết nữa mấy bạn ơi, nên tỷ lệ giờ gắn còn ít lắm. Nó ủ đầm bớt hết à,
ta lưới này mấy bạn nhá, có coi clip của mình mấy bạn nhớ không, đợt đó dính con hổ ngựa với con gắn lãi cặp luôn nè các bạn. Con này quắn cũng đỡ dữ à. Các bạn thấy giống như bờ này bự không? Đó, đây xuống tới đó bình thường, nhưng mình chặn tiếng ta lưới mình đón nó đi trên đây đó mấy bạn ha. Mình đón đúng hướng đó là dính rồi mấy bạn ơi. Mấy bạn đón đúng hướng yêu cầu, mấy bạn giăng ta lưới 3 tắc 2 tắc gì không cần thiết, nó vẫn dính nha các bạn. Còn mình đón không đúng hướng, dù cho mình giăng bao nhiêu lưới nó cũng dính, là nó không dính là không dính đó. Tại vì nó không có đi cái hướng đó. Chẳng mấy khu này là mấy cái bờ này là ngay mấy cái điểm không đó, nếu mà trong bờ này mà có gắn đi tới luôn là phải dính đó, trừ khi nó không có gắn. Có gắn thì văng không dính. Đây sắp tới nó dính nha các bạn, mà nó dính gắn bự không đó. Ba hộ hành là còn cạnh cạnh không đó, mấy con ẩn núp vợ mới chịu ra đó. Mấy con đẻ trứng, mấy con gắn trứng đồ đó là giờ nó mới chịu ra. Thời tiết lạnh này nó ra nó bắt cặp, nó ăn một chặng này nữa rồi bắt đầu nó vô ủ đông nha các bạn. Đây bây giờ nó cũng có số ủ đông đó các bạn ơi, có số nó cũng ủ đông lai gai đó. Được, chín ấy, chín gùi tủ. Đây có nước, ba nước thuốc không? Đúng xương xương đi, cho nó bóng bóng lại, đừng trưa nay đi bán rồi, hôm gà mình dồn dồn cũng nhiều rồi. Chín gùi. Mấy gùi để tửa nha các bạn, chứ cũng không có gì. Mình vũ cho ấy bớt để nó hư gắn. Con này chưa đến đổi phải phạm vô thịt nó cũng địch địch chứ không không nở nổi. Còn mấy con nào phạm thịt là thua. Khô này cũng chết bà hết trơn rồi. Con này chắc cô bạn hàng hay chơi quá bạn. Nó hơi có ngắn à, con này dính hơi lâu rồi nha các bạn. Rồi, một con đầu tiên. Con thứ hai mà có một con đầu tiên sống nha các bạn. Con nãy chết ngắt rồi, hổ hành chết quy tiên rồi. Sống phim thành tông với nó luôn rồi. Một luồng cả ba con, hai con là mừng bạn. Cái này phải dính như cái thảm nào. Rồi, mình văng lại. Rồi, em mình sửa ta lưới lại các bạn ơi. Tay này dính ba con cũng muốn banh ta lưới rồi. Dính hai con gắn lại, còn không ngựa rồi. Gách ta lả rồi, bỏ tay này luôn đi. Dăng tay khác đi. Hôm qua có một bạn comment nói mình sao không, sao anh không đặt bẫy lợp mà văng lưới nó chết quá. Bẫy lợp nó cũng có cái lợi thế của bẫy lợp. Bẫy lợp thì nói chung gắn nó chết ít, cũng có chết mà ít, lý do nó kẹt đầu này kia mới chết thôi. Còn dân lưới thì chết, nhưng mà mình chịu khó cách ngày mình đi thăm ngày thì tỷ lệ chết nó cũng ít mà. Cái thứ hai nữa là dân lưới chi phí mình rất thấp, tay lưới chỉ có ngàn mấy hai ngàn, còn cái lợp mấy bạn nghĩ mấy chục ngàn, rồi chuột nữa, chuột giận ký trăm mấy chục ngàn, nên là chi phí rất là cao nè. Rồi mấy bạn đặt lợp thì mấy bạn muốn ra clip đều đều thì mấy bạn phải đặt hàng trăm cái, tại vì mới thăm mới có clip đều đều lợp, chứ đặt mà có 5-70 cái thì nhiều khi thăm luồn nó không dính thì cũng đâu có clip đâu cho mấy bạn xem. Nên là đặt lợp gắn thì nói chung nó cũng có lợi thế của nó, cũng có cái hạn chế nó, nên là anh em mình chọn cách là dân lưới. Đặt lợp thì nghe mình cũng biết nữa, nhưng mà dạng như cũng không đam mê về bên đó. Nó đi dân đi đặt nó cực lắm mấy bạn, nó nặng lắm. Trời mấy bạn nghĩ bạn chở mấy chục cái lợp mấy bạn đi dân nó cực lắm, cực hơn là 100 tờ lưới bỏ vô cái vỏ sách cái một gọn không. Dân gấp đôi người ta. Chi phí thấp nữa. Rồi thôi, nào có dính nữa mình bấm máy cho mấy bạn xem nha. Đa số mấy bạn vô hỏi lưới này, lưới mấy phân, lưới này 3 phân nha mấy bạn. 3 phân, 3 phân gữ là xài được rồi. Dùng nào mấy bạn có gắn bự thì bạn chim chim vô lưới 4 phân. Lưới 3 phân là bao mấy bạn dính từ 300g đến 1,2 kg đó. 3 phần gửi là dính tay ký 6 ký 7 luôn. 3 hổ hẹo vô ngựa 2 ký cũng dính luôn đó. Mà dùng mấy bạn có, dùng mình không có nha mấy bạn. Dùng mình không có hổ hẹo, hổ ngựa còn không có được nhiêu. Rồi, anh em mình tiếp tục đi thăm mấy bạn. Này cũng có nắng lên nè. Giờ trong đây em mình có dăng tay hai tay nha mấy bạn. Đuối quá, đuối rồi nãy giờ.
chút xíu. Dính hả? Dính chính là lái hả? Sống không? Sống. Sống, sống gần quá trời chóc. Bảy hết. Em đang lái thứ hai nha mấy bạn. Ngô hành mà chết uổng quá. Con này nó đường quá trời đường nè. Bảy bá. Chóc già quá nhiều. Chóc cua bằng hạt quá chơi. Con này đường lưới quá trời đường các bạn ơi. Đang nghĩ đường vậy thôi, đường nào xảy chỉ có người ta gỡ thôi chứ một lưới mục gắn bự quá, lưới mục nó mới lấy nó gần đầu mùa tới cuối mùa chứ còn lưới này cũng mới, lưới còn đen còn ấy, chừng nào lưới ngã màu trắng luôn á mới lâu thôi. Con ngăn lại thứ hai có con hổ hành ngon mà chết mấy bạn ơi. Còn hai con lãi không? Lãi cái này ký cũng trăm mấy rồi bộ. Chạy quá nó chê. Ỉa gì vậy? Bỏ bắt nó vô, bỏ vô ỉa cái gì. Cỡ này dính yếu quá nghe các bạn. Cỡ này do gắn nó ủ đông bớt rồi mấy bạn ơi. Đi tỷ lệ yếu quá. Rồi, mình chỉnh sửa tay lưới rồi các bạn ơi. Chứ lại tài lý tàn hình của mình gắn nó không thấy nó mới dính kêu lưới tàn hình các bạn. Rồi nào có dính không, bấm máy bạn xem nè. Anh em mình tới chỗ địa điểm cũ mà bạn ơi, chỗ cây cầu quen thuộc của hôm em mình lội vượt sông đó. Ai thành quả bữa sáng bữa nay nè mấy bạn ơi, quá thắt mấy bạn ơi, được có con hổ hành bự mà chết rồi, còn được có hai con lãi mấy bạn, hai con lãi một hành, một con hành đã hy sinh, hành này về anh em mình xử nó nghe mấy bạn. Rồi thử cái thứ này quá thắt đi. Sáng hôm nay thì anh em mình thành quả chỉ có nhiêu thôi, gần này gần hết vụ nha mấy bạn, nó gần hết vụ rồi nha mấy bạn. Dính yếu đi rồi, cỡ này mấy người đặt lợp ngon á, đặt lợp tại hổ hành nhiều quá các bạn, còn mình gian lớn hổ hành nó hạn chế dính lắm, ăn lãi hổ ngựa dính nhiều mà cỡ này ăn lãi hổ ngựa sẽ giảm quá, vừa hang ủ đông gì hết rồi. Rồi chào mấy bạn lương tâm kết thúc rồi, chào bạn luôn. Rồi cho mình chào mấy bạn luôn nha, chúc cả nhà xem video vui vẻ và đừng quên nhấn nút đăng ký, nhấn nút like, nút chia sẻ để ủng hộ anh em mình có thêm tinh thần động lực làm những video tiếp theo nha cả nhà. Thành quả sáng nay chỉ có nhiêu thôi, cái gì cả nhà cũng thông cảm tại vì nó cũng gần hết mùa nha các bạn, chưa chuẩn bị tới Noel là hết vụ rồi. Rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn nha.